Hoài Phương xin chào mọi người. Hôm nay mình có một số máy câu Nhật Bãi muốn giới thiệu đến mọi người. Giá đã mình báo trên video, giá này chưa bao gồm phí ship. Phí ship một đơn hàng là 30k, bên mình có ship code toàn quốc. Mọi người mua hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại hoặc Zalo của mình là 0931 342 766 gặp Phương để đặt hàng nha. Sau đây mình sẽ giới thiệu con máy đầu tiên. Con máy đầu tiên mình muốn giới thiệu với mọi người thì nó sẽ là một con máy dòng Long Cát nha. Con này nó sẽ là một con Long Cát EF35B. Hàng của nó thì sẽ là hàng của Hàn Quốc, Korea. Máy ở ngoài thì rất là nhỏ gọn luôn. Ngoại hình tổng quan của nó thì con này cối là cối carbon, thân carbon, tay quay carbon luôn nha. Nói chung là full carbon, máy gọn nhẹ. Ở đây là chặn cước. Ngoại hình tổng quan thì sẽ như vậy. Tay quay mình thay đổi trái hoặc phải đều được. Ở đây thì nó mở chỗ radio, nhưng mà mình nhìn thì radio nó sẽ là 14.3 nha mọi người. Đây, ở đây nó sẽ ghi là 14.3 nè. Và bên này nó cũng vậy luôn nha. Bên này cũng sẽ là radio là 14.3. Chỗ thông số cước thì bị mờ mọi người, nhưng mà để mình coi thử là nó bao nhiêu đây. Đây, chỗ thông số cước bị mờ, nhưng mà nếu mà mọi người nhìn kỹ thì cái dấu của nó ở như vậy nè mọi người. Tại theo 5 tháng thì nó bị mờ. Còn cái dấu của nó thì ở đây mọi người sẽ thấy là cước số 2 nha. Mọi người sẽ vào được là 150m. Thì con này size của nó là size 2000 nha. Cước 2, 150m như vậy. Đây là phần nắp nha. Đây là phần lăng. Gạt cước hoạt động tốt. Máy sóng nữa gà hoạt động tốt. Đây là tiếng nữa gà của máy. Tay quay mọi người đổi tay trái hay tay phải đều được. Máy chạy, máy chạy mượt mà. Chút chặn hoạt động tốt. Đảo chiều nha, đảo chiều mượt. Máy quay tới mượt mà. Và con này dành cho ai thích nhỏ gọn nhẹ nha. Toàn thân là carbon. Size máy thì 2000, hàng của Hàn Quốc. Và con này thì giá của nó sẽ là 180k. Số 1, 180k. Tiếp theo mình đến với con số 2. Số 2 mình muốn giới thiệu với mọi người thì nó tiếp tục đến với dòng Long Cát, size lớn hơn nha. Con này nó sẽ là một con Long Cát EF50B. Radio của nó thì sẽ là 14.6 nha mọi người. Và hàng của nó cũng sẽ là hàng của Hàn Quốc luôn, Korea. Máy ở ngoài thì nhỏ và gọn. Con này ngoại hình sáng đẹp, cũng có rầy xước một vài chỗ theo 5 tháng. Cố carbon, thân carbon, tay quay carbon. Nói chung là toàn thân carbon đó mọi người. Ngoại hình máy thì sáng đẹp, có rầy xước một vài chấm gì đó. Tay quay mình đổi tay trái hay tay phải đều được. Còn về thông số cước, mình sẽ có như vậy. Cước số 4 thì mọi người sẽ vào được 160m nha. Cái này mình zoom gần lại tí nè. Cước 4, 160m, size 4000. Radio 14.6, ở đây là chặn cước. Phần nắp thì sẽ như vậy. Lăng sáng, gạt cước tốt. Một con máy sóng nữa là hoạt động tốt. Đây là tiếng nữ gà nha, thì mọi người xoay qua xoay lại thì cũng được. Tay quay mình đổi tay trái hay tay phải đều được. Máy chạy, máy chạy mượt mà, chút chặn, hoạt động tốt, đảo chiều mượt nhé. Máy quay tới mượt mà. Và con này thì nó sẽ là một con Long Cát mọi người. Tên của nó là EF50B, size máy là size 4000, hàng của Hàn Quốc. Con này giá của nó là 220k, số 2, 220k. Tiếp theo mình qua đến con số 3 nha. Số 3 mà mình muốn giới thiệu thì qua đến một con dòng của thương hiệu Daiwa. Thì con này nó sẽ là một con Daiwa như vậy nha. Tên của nó như mọi người, Scarlett Bin 2500, cối thì có in ABS như vậy. Hàng của nó thì sẽ là hàng của China nha mọi người. Hàng của nó thì sẽ là hàng của China, xuất qua thị trường Nhật, made in China như vậy. Ngoại hình tổng quan, con này có một ngoại hình rất là nổi bật luôn nha. Thì con này á, ngoại hình của nó sẽ là màu đỏ như vậy. Cối thì nó sẽ có một màu gọi là vàng hơi nhẹ nhẹ, rất nhẹ luôn nha mọi người, vàng nhẹ như vậy. Daiwa in ở đây, đây là cối nha. Cối là cối kim loại, tay quay là tay quay kim loại. Và thân của nó sẽ là thân carbon. Ngoại hình máy thì mình thấy sáng đẹp nha. Và cũng có rầy xước một vài chỗ theo 5 tháng. Đây, ngoại hình thì tổng quan mọi người thấy như vậy. Rồi, ở đây thì mình sẽ thấy là có chặn cước nha mọi người. Đây, ở đây thì nó sẽ có chặn cước. Về thông số cước nha, tên là 2500. Ở đây thì cối in ABS. Thông số cước là cước số 3, mình vào 150m. Con này size 3000. Ở đây thì người ta có làm họa tiết như vậy, rất là đẹp. Cước 3 thì 150m nè, size 3000. Rồi, cối thì người ta sẽ, cái này là chấm đen nha mọi người. Ý là người ta làm thiết kế chấm đen chứ không phải là người ta đục lỗ đâu nha mọi người. Đây, cái này là chấm đen thôi. Rồi, cối thì sáng đẹp như vậy. Đây là phần cối nè. Cối sáng đẹp, phần nắp như vậy. Lăng sáng, gạt cước, hoạt động tốt. Con này có một màu đỏ rất là đẹp đúng không mọi người, khá là nổi bật luôn. Một con máy sóng lưỡi gà hoạt động tốt. Đây là tiếng lưỡi gà của máy, thì mọi người xoay qua xoay lại gì cũng được.
Đây cố cho mọi người sẽ thấy là người ta có in họa tiết như vậy luôn. Rất đẹp ha. Tay quay mình đổi tay trái hay tay phải đều được nha mọi người. Máy chạy. Máy chạy rất là mượt mà. Chút chặn. Hoạt động tốt. Đảo chiều. Đảo chiều êm ru à. Máy quay tới mượt mà. Con này nó sẽ là một con Daiwa nha mọi người. Scarlet Spin 2500 là tên, size máy là size 3000, hàng của China xuất Nhật nha. Cố thì có in ABS như vậy. Và con này có giá là 270k, số 3 270k. Tiếp theo mình qua đến con số 4 nha. Số 4 thì mình qua đến một dòng carbon gọn nhẹ. Con này thì nó là một con của Daiwa, tên của nó là ST1000B. Hàng của nó thì sẽ là hàng của Japan nha mọi người. Japan. Màu của nó sẽ là màu lông chuột lấp lánh như vậy. Con này cố của nó là cố carbon, ở đây là chặn cước nè, thân carbon và tay quay là tay quay kim loại. Ngoại hình tổng quan như vậy, nói chung ngoại hình nhìn chung sáng nhé. Và cũng có trầy xước một vài chỗ theo năm tháng. Tay quay mình đổi tay trái hay tay phải đều được. Còn về thông số cước để mình coi thử nha. Về thông số cước thì mọi người sẽ thấy là ở đây. Thông số cước nha. Về thông số cước của nó là cước 5 mọi người vào được 200m, cước số 6 mọi người vào 150m. Thì con này size của nó sẽ là size 6000 nha. Cước 6 này, 150m, size 6000. Phần nắp như vậy, nắp thì mình thấy có chữ Daiwa nha. Lăng nè, lăng sáng. Gạt cước tốt. Máy sóng lưỡi gạt hoạt động tốt. Đây là tiếng lưỡi gạt của máy nha, thì mọi người xoay qua xoay lại thì cũng được à. Con này á, size 6000 nhưng mà ngoại hình thì rất là nhỏ và gọn luôn á mọi người. Tay quay mình đổi tay trái phải đều được nha. Tay quay thì nó sẽ có chữ là on tốt này mọi người. Thì là một chạm nha. Mình chỉ cần bấm nút ở đây, gặp lại sử dụng mở ra thôi, đúng một chạm. Máy chạy. Máy chạy mượt mà. Chút chặn, hoạt động tốt. Đảo chiều. Đảo chiều mượt luôn nha mọi người. Thì con này dành cho ai thích dòng carbon này. Tại vì mấy con này thì rất là gọn, nhẹ nữa. Đây nó sẽ là một con Daiwa. Tên của nó là ST1000B. Nhưng mà size của nó thì tới 6000 luôn nha mọi người. Cước 6 thì tới là 150m luôn. Size 6000, hàng Japan, gọn và nhẹ. Con này thì có giá là 450k nha. Số 4, 450k. Tiếp theo mình qua đến với lại là con số 5 nè. Số 5 mà mình muốn giới thiệu với mọi người thì qua đến một con cũng dòng đuôi chuột luôn. Mình nhầm nha mọi người, cũng màu lông chuột luôn. Thì con này nó cũng là màu lông chuột và tên của nó cũng là của Daiwa. Con này nó sẽ là con Daiwa ST2000B. Thì con này hàng của nó thì sẽ là hàng của Hàn Quốc nha, Made in Korea. Ngoại hình thì sáng và đẹp như vậy. Nói chung con này ngoài ngoại hình rất sáng và đẹp luôn á mọi người. Cối của nó sẽ là cối carbon, thân carbon, tay quay là tay quay kim loại nha. Ở đây thì mình thấy cũng là chữ on tết là tay quay một chạm luôn. Ngoại hình tổng quan nhìn chung sáng đẹp, có trầy xước một vài chỗ theo năm tháng. Nhưng mà rất sáng và đẹp luôn á mọi người. Tay quay mình đổi tay trái hay tay phải đều được. Ở đây là chặn cước nha, dòng máy carbon thì nó gọn nhẹ rồi. Còn về thông số cước thì mọi người sẽ có như vậy. Cước số 7 á, mọi người vào 170m, cước số 8 140m. Con này size dao động tầm 7 đến 8 ngàn nha. Cối cũng sáng đẹp nè. Phần nắp thì mình thấy có chữ Daiwa. Lăng sáng. Gạt cước tốt. Ở đây thì có chặn cước luôn nha. Một con máy sóng lưỡi gà hoạt động tốt. Đây là tiếng lưỡi gà của máy. Thì mọi người có thể xoay qua đây, xoay lại cũng được nha. Tay quay là tay quay một chạm, mình chỉ cần một chạm như thế này là gặp sử dụng là mở ra thôi, cũng một chạm. Đổi tay trái phải đều được. Máy chạy. Máy chạy mượt mà. Chút chặn. Hoạt động tốt. Đảo chiều. Đảo chiều mượt nha mọi người. Máy quay tới mượt mà. Và con này dành cho ai thích dòng carbon gọn, size cũng lớn lớn nè. Con này size của nó dao động tầm 7 đến 8 ngàn. Hàng của nó thì sẽ là hàng của Hàn Quốc, dòng carbon nha. Con này giá của nó là 650k. Số 5, 650k. Tiếp theo mình đến với con số 6. Số 6 thì mình qua đến một con dòng của Daiwa luôn mọi người. Con này thì tên của nó là 4500B nha. Đây là tên của nó. Regard S 4500B là tên máy. Hàng của nó thì sẽ là hàng của Hàn Quốc luôn, Made in Korea. Ngoại hình tổng quan thì nhìn chung rất là sáng đẹp, có trầy xước một vài chỗ theo năm tháng. Cối là cối carbon, thân carbon, tay quay kim loại, tay quay một chạm nha, on tết. Ngoại hình tổng quan nè, sáng đẹp nha mọi người. Ở đây là chặn cước nè, cũng có trầy xước một vài chỗ gì đó. Tay quay mình đổi trái hay phải đều được. Ở đây là chặn cước. Còn về thông số cước mình sẽ có như vậy. Cước số 7 á, mọi người sẽ vào được là 170m. Cước số 8 là 140m. Con này size cũng lớn nha. Size dao động từ 7 đến 8 ngàn. Phần nắp thì như vậy, có chữ Daiwa luôn. Ở đây thì mình để coi. Cái này thì nó có mấy cái số ở phía dưới này nè mọi người đó.
Như vậy hả? Có mấy số ở dưới này luôn? Lăng sáng, giặc cướp, hoạt động tốt. Một con máy sống nghĩ ra hoạt động tốt mọi người. Đây là tiếng nữ gà của máy thì mọi người có thể xoay qua, xoay lại gì cũng được thôi. Tiếng nữ gà thì rất là vang và thanh. Tay quay mình đổi tay trái hay tay phải đều được luôn. Tay quay dạng gập, bấm nút ở đây là gập lại sử dụng mở ra. Máy chạy, máy chạy thì mượt mà như vậy. Chốt chặn, hoạt động tốt. Đảo chiều, đảo chiều mượt nha mọi người. Máy quay tới rất mượt mà. Con này nó sẽ là một con Daiwa Regat S tên là 4500B. Vẫn là tên máy thôi nha. Size dao động tầm 7-8 ngàn. Hàng của Hàn Quốc, Korea như vậy. Con này giá của nó là 650k. Số 6, 650k. Tiếp theo mình qua đến với lại con số 7. Số 7 thì mình qua đến một con dành cho ai đam mê lua nha. Con này mà lua thì rất là tuyệt vời. Con này hàng của nó thì sẽ là của thương hiệu Daiwa. Daiwa thì logo nó sẽ nằm ở đây nha mọi người. Còn về tên của nó sẽ là tên Railroad 2004. Hàng của nó sẽ là hàng của Việt Nam như vậy, made in Việt Nam. Cối của nó sẽ là cối kim loại nha, màu vàng rất đẹp, tay quay kim loại. Và thân là thân carbon, máy ở ngoài rất nhỏ và gọn luôn. Về ngoại hình con này đạt tầm khoảng tầm 90, có khi là 95 luôn nha mọi người. Nói chung rất sáng đẹp. Máy ở ngoài nhỏ gọn vậy, ở đây thì nó có ghi chữ gì nè mọi người? Riroto nha. Máy rất đẹp, thiết kế thì thể thao, ở đây là chặn cướp nè. Thì mình dùng một vòng, nói chung là đẹp tầm 90-95 gì đó, ở ngoài rất đẹp. Tay quay đổi trái hay phải đều được. Ở đây thì thấy có chữ Daiwa. Cối của nó thì mình thấy cũng khá là nông như vậy. Còn về vài thông số của máy để mình tham khảo luôn. Thì con này nó sẽ có hai thông số nha mọi người. Một là thông số BE. BE 0.4 mọi người vào tới 120m. BE 0.6 là 100m. Còn cước thì nó ghi là No 1, tương đương 0.16mm. Mình sẽ vào được là 100m, tương đương 110m. Thì con này size nó là size nhỏ nha, size 1000 thôi. Cối thì mình thấy khá là nông như vậy. Đây là phần nắp nè. Lăng thì sáng bóng rồi. Cái gọng cước nó rất là dày luôn mọi người. Cái gọng như vậy rất dày nha. Gạt cước, hoạt động tốt. Máy sóng lưỡi gà hoạt động tốt. Đây là tiếng lưỡi gà của máy. Thì mọi người có thể xoay qua xoay lại thì cũng được nha. Đây, tiếng lưỡi gà như vậy. Rất là thanh. Tay quay mình đổi tay trái hay phải đều được. Tay quay và cối có một màu vàng ống như vậy, cực kỳ đẹp luôn. Máy chạy siêu êm nha mọi người. Con này ở ngoài phải nói là rất êm luôn á. Chặn thì dừng liền, mượt mà. Đảo chiều luôn. Đảo chiều cũng êm ru à. Con này ở ngoài êm lắm luôn á. Đây, máy mọi người quay tới nè. Máy quay rất mượt. Và con này nó sẽ là một con Daiwa Railroad 2004. Hàng của nó thì là hàng của Việt Nam nha mọi người. Lúc nãy mình giới thiệu cho ta, con này thì hàng của nó sẽ là hàng Việt Nam, xuất qua thị trường Nhật. Size của nó là size nhỏ 1000. Máy đẹp tầm 90-95 gì đó. Giá nó là 850k nha. Số 7 850k. Máy rất là êm luôn. Rồi tiếp theo mình qua đến số 8. Số 8 thì mình qua đến lại một con để coi, cũng thương hiệu là Daiwa luôn. Đầu tiên là thương hiệu của nó là Daiwa nha mọi người. Tên của nó là Legalit 3000. Đây là tên máy. Thì mình đến với hàng của nó sẽ là hàng của China. Ở dưới này là chữ Made in, đây là chữ China. Hàng của China xuất Nhật. Máy dòng Legalit này thì rất là bền rồi. Con này cối của nó là cối kim loại, tay quay kim loại, thiết kế rất đẹp. Và thân nó là thân carbon. Ngoại hình nhìn chung sáng đẹp, có trầy xước một vài chỗ theo năm tháng nha mọi người. Cũng có trầy xước theo năm tháng á. Có sao thì mình báo vậy à. Tay quay mọi người đổi tay trái hay tay phải đều được. Ở đây là chặn cước. Về thông số cước nha, ở đây thì mình sẽ thấy là Legalit 3000 là tên. Thông số cước nè, cước số 4 mọi người vào được tới 150m, cước số 3 200m. Thì con này size nó là size 4000 nha. Cước 4 150m, size máy 4000, 3000 là tên. Phần cối thì sáng đẹp như vậy. Phần cối nó sẽ có một cái màu, nói chung là hơi xám xám ha, kết hợp với viền màu đỏ. Phần nắp như vậy. Lăng sáng đẹp nha mọi người. Đây, lăng mạ vàng sáng đẹp. Nói chung là lăng có một màu vàng nhạt nhạt đẹp đẹp. Gạt cước tốt, bốn tâm tắc. Và mọi người sẽ thấy là cái gọng cước nó rất dày nha. Một con máy sóng lưỡi gà hoạt động tốt. Đây là cái lưỡi gà của máy, thì mọi người có thể xoay qua đây, xoay lại đây cũng được luôn. Tay quay mình đổi tay trái hay tay phải đều được nha. Máy chạy, máy chạy mượt mà như vậy. Chốt chặn, hoạt động tốt. Đảo chiều nè, đảo chiều cũng mượt luôn. Máy quay tới mượt mà. Và này thì nó sẽ là một con của thương hiệu Daiwa, tên là Legalit 3000 là tên. Size máy sẽ là size 4000, hàng của China xuất Nhật. Con này giá của nó là 700k nha mọi người. Số 8, 700k. Tiếp theo mình đến với con số 9.
Số 9 mình muốn giới thiệu thì qua đến một dòng full kim loại máy sáng đẹp. Con này nó sẽ là một con của thương hiệu Olympic. Tên của nó thì nó sẽ là LX4000 là tên của máy nhá. Thì con này hàng của nó sẽ là hàng của Japan mọi người, Made in Japan. Ngoại hình tổng quan này để mình zoom một vòng cho mọi người tham khảo ha. Con này ngoại hình của nó cố là cố kim loại, thân kim loại, tay quay kim loại. Ngoại hình con này nói chung đẹp tầm 90, nếu mà mình không khó lắm thì nó tầm 95 ha. Nói chung rất sáng và đẹp như vậy. Tay quay mình đổi tay trái hay tay phải đều được nha mọi người. Còn về thông số của nó để mình coi thử. Con này thì ở đây nó sẽ ghi là LX4000 nha. Còn về thông số đâu rồi? Để coi thông số ở đâu ta. Thông số thì ở đây nha mọi người. Con này thì mọi người sẽ thấy ratio của nó là 14.27 nè. Thông số cước thì cước số mấy đây? Cước số 6 nha. Mọi người đã vào được tới là 265m. Cước 5 thì là cước 5 chỗ này mình sẽ là 330m nha. Cước 5 nè, 330m. Cước 6 là 265m. Thì con này size của nó phải dao động tầm 7-8 ngàn nha. 7-8 ngàn. Ở đây sẽ là phần nắp của nó nè, lăng sáng nha mọi người. Giạc cước hoạt động tốt. Một con máy sóng lưỡi gà hoạt động tốt. Đây sẽ là tiếng lưỡi gà của máy nhé. Thì mọi người xoay qua bên nào cũng được thôi. Như vài thông số mình nói rồi. Cước 6 265m, size 7-8 ngàn. Rồi về thông số khác mình coi thử. Ratio là 14.27. Chỉ có thông số như vậy thôi nha mọi người. Tên thì là LX4000, nhưng mà size cũng phải 7-8 ngàn. Giạc cước tốt. Tay quay thì dạng gập, mọi người chỉ cần bấm nút phía dưới này nha là mình gập lại thôi, sử dụng mở ra như vậy, rất tiện lợi. Máy chạy nha. Máy chạy rất là mượt mà luôn. Rất chặt. Hoạt động tốt. Đảo chiều. Đảo chiều mượt. Con này dành cho ai thích máy đẹp nè, nói chung là ngoại hình nó ở ngoài đẹp. Máy hoạt động tốt như vậy. Và đây nó sẽ là một con của thương hiệu Olympic tên là LX4000. Thì đó là tên máy nha. Size máy thì sẽ dao động tầm 7-8 ngàn. Hàng Japan, toàn thân kim loại. Đẹp thì tầm 90, nếu mà mình không khó lắm thì tầm 95. Thì con này nó sẽ có giá là 1.200.000. Số 9, 1.200.000. Tiếp theo mình qua đến với con số 10. Số 10 thì mình sẽ qua đến một con hàng hộp. Con mà khách hỏi em rất là nhiều luôn rồi. Thì con này nó sẽ là một con Daiwa Kickfab 1500. Vài thông số cơ bản của con này ha. Con này cầm nhẹ ghê. Thì con này á, ratio của nó sẽ là 14.7, trọng lượng có 2 lạng hơn 2 lạng rưỡi, 255g. Ở đây thì người ta ghi là 4kg. Rồi ở đây về thông số nha. Thì cứ 1.5 mình vào 130m, size dao động 1000-1500. Ở đây thì người ta ghi là 60cm, ở đây là 4 và 1. Thì cái này mình không biết, mình không báo ha. Phía dưới của nó, con này được sản xuất ở Thái Lan nha mọi người. Ở đây nó ghi rõ thông tin này, Made in Thái Lan. Và nó xuất qua thị trường là Tokyo, Japan nha. Đây mờ cái này là mã vạch, mã số gì đó. Rồi giờ mình đến với con máy bên trong nè. Ở đây thì bên trong nó là tên nó Daiwa nè. Kit nè, 1500 ha. Bên trong. Bên trong thì mình đến với con máy nè mọi người, tí mình giới thiệu sau ha. Rồi, bên trong nữa thì có là tên của nó nha mọi người. Con này nó sẽ là một con Kickfab Daiwa. Kickfab 1500, 2000 người ta ghi chung một cái bảng hướng dẫn luôn. Thì mọi người sẽ thấy nó như vậy. Đây, người ta làm chi tiết từng phần nhưng mà cái này tiếng Nhật không nha mọi người, nên là cái này vì mọi người tham khảo sau đi. Rồi bây giờ mình đến trong rồi. Bên này thì còn có một cái bao máy hết rồi, giấy tờ và cái bao. Bao của nó sẽ có một cái bao Daiwa như vậy nha mọi người. Bao thì nhỏ xíu đó, tại vì con máy nó cũng tí thì tí à, nên cái bao nó cũng tí thì tí nha mọi người. Dạ. Thôi nói chung là có cái bao rồi giấy tờ hết rồi. Bây giờ mình đến với con máy nè. Thì khi nhận hàng mọi người sẽ thấy tay quay nó gập như vậy. Đó là nó đang gập. Thì mọi người chỉ cần để nó như vậy, mình xiết tay quay lại là được nha. Và khi mọi người muốn gập tay quay lại thì mọi người cũng vặn cái nút bên hông như vậy, rồi mình gập lại ha. Đây mình vặn lại như vậy, xiết chặt nha mọi người. Và con này hàng của nó thì sẽ là hàng của Thái Lan. Lúc nãy mình có báo rồi, Made in Thái Lan, xuất qua thị trường Nhật. Về chất liệu của nó, con này cố là cố kim loại rất là dày. Tay quay kim loại và thân của nó sẽ là thân hợp kim nha. Nên mấy dòng này rất là bền luôn á mọi người. Ngoại hình tổng quan thì mọi người sẽ thấy là nó rất là sáng nha. Ngoại hình thì sáng đẹp như vậy và cũng có trầy xước mà một vài chỗ theo năm tháng. Thì con này mình sẽ zoom từng góc cho mọi người tham khảo luôn nè. Sau là kit frame nè. Đây, tay quay thì đổi trái hay phải đều được. Về thông số cước nha. Thông số cước như lúc nãy mình báo thôi, là cước 1.5 mình vào được là 130m. Cước số 2 200m, size máy sẽ dao động 1000-1500. Tên của nó sẽ là kit nè, frame 1500 rồi. Ở đây là chặn cước. Phần cối thì sáng và đẹp như vậy. Con này nói chung là ngoại hình cũng tầm 85-90 gì đó nha mọi người, rất sáng đẹp.
cũng có trầy xước một vài chỗ. Lăng của nó sẽ là lăng mạ vàng sáng như vậy. Cái gọng cước rất là dày luôn. Gạt cước tốt. Một con máy sống lưỡi gà hoạt động tốt nha. Đây sẽ là tiếng lưỡi gà của máy. Tiếng lưỡi gà thì rất là thanh, mọi người có thể xoay qua này, mình xoay lại đều được nha. Con này nhỏ mà có vỏ, bên trong nó sẽ có cốt trợ lực luôn. Đây thì mình mở ra, mọi người đợi mình xíu nha. Đây là phần nắp. Còn đây bên trong này rất đẹp ha mọi người. Đây bên trong nó như vậy. Đây là phần cốt trợ lực này. Cốt trợ lực nó thì cũng mini thôi, tại con máy nhỏ xíu mà. Đây bên trong thì sáng đẹp như vậy nha. Đó, mình zoom lại cho mọi người tham khảo đó. Cốt trợ lực thì cũng xíu là siêu và mini lắm, dễ thương lắm. Rồi bây giờ thì mình đến đây là phần cối nha. Cối thì như vậy. Cái này mọi người gắn lại. Đây, tiếng lưỡi gà của nó sẽ vầy nè mọi người. Cái này mọi người có thể xoay qua xoay lại gì cũng được. Còn đây là phần nắp. Này mọi người xiết nó lại nha. Rồi, gạt cước nó thì tốt rồi. Tay quay thì mọi người đổi tay trái hay tay phải đều được luôn. Máy chạy nè. Máy chạy mượt mà. Chặn thì dừng liền như vậy. Rất mượt mà. Đảo chiều. Đảo chiều cũng mượt luôn. Máy quay tới mượt mà. Và đây thì nó sẽ là một con của Daiwa. Tên thương hiệu của nó sẽ là Daiwa Kickfe 1500. Size máy thì cũng 1500. Máy nhỏ và gọn. Và con này thì hàng hộp có cốt trợ lực luôn nha. Giá của nó là 1.600.000. Số 10, 1.600.000 nha mọi người. Đây, số 10, 1.600.000. Tiếp theo mình đến với 11, 12 thì mình cho con này qua nha. Để mình đến với hai con này cho dễ. Đây, 11, 12 đây rồi. Rồi bây giờ mình đến với con 11 và 12 mọi người. Rồi 11 thì mình sẽ đến với một con có sẵn nhanh. Thì con này nó sẽ là một con best spin nè mọi người. Ở đây nó sẽ ghi cho mình là 3 bonorin nha. Nghĩa là con này chạy 3 bạc đạn, tên là 2000 nè. Cái này mình không đọc được cái tên mọi người. Bram hả? 2000 thôi mình không đọc được, mình bỏ qua ha. Để mình coi thử con này có thông số gì nữa không nha. Ở đây thì người ta là ghi 3 bạc đạn rồi. Còn về vài thông số của con này. Con này ratio cực kỳ cao luôn. Ratio nó sẽ là 1:5.8. Trọng lượng là 425g. Ghi là 4-8kg. Về thông số cước nè. Tên là 2000 và thông số cước của nó là cước số 5, tương đương 0.34mm. Mọi người vào 190m. Thì con này size của nó sẽ là size 5000 nha. Rồi bây giờ mình đến với con máy nè. Bên trong thì mọi người đợi mình xíu ha. Rồi bây giờ bên trong thì cái hộp nó sẽ dài mọi người. Ở trong này thì mình thấy có một cái cối đi kèm ha. Đây là con máy thì tí mình giới thiệu sau rồi. Bên trong thì nó sẽ có ghi chữ là Batspin như cái tên của nó rồi. Còn đây là Bram ha. Mình đọc vậy theo Việt xúc đi. Tên của nó vậy. Ở trong đây thì tiếng Nhật thôi. Hết rồi mọi người. Rồi ở đây thì có một cái bao máy nè. Cái bao máy này thì mình không thấy in gì nha. Và mình thấy nó cũng bị bám bẩn một xíu. Nên là có gì mọi người về giặt nha. Rồi. Là có cái bao máy. Có giấy tờ như vậy thôi. Để mình coi thử ngoài cái hộp còn thông tin gì nữa không. Hết rồi. À ở dưới này nó có ghi nữa nè mọi người. Ở dưới này thì nó sẽ ghi là Made in Korea nha. Và cái hộp này thì được in ở Korea luôn. Made in Korea này. Của Hàn Quốc rồi. Bây giờ mình đến với con máy. Bây giờ mình đến với cái cối đi kèm nha. Cối đi kèm này á, thì mọi người sẽ thấy nó tên là Batspin 2000 như cái tên con máy rồi. Về thông số cước nè. Mình sẽ có là cước số 5 190m size 5000 như mình báo lúc nãy. Ở đây là chặn cước. Hết rồi mọi người. Đây là phần cối. Và cối này thì sẽ là chất liệu carbon nha. Phần nắp nè. Bên trong như vậy. Giờ mình đến với lại là con máy ha. Con máy khi mọi người nhận hàng thì tay quay nó sẽ gặp và mọi người mở ra như vậy giúp mình. Hàng của nó thì sẽ là hàng của Hàn Quốc nha. Made in Korea. Con này đẹp tầm 95-90. Có khi 98 luôn á. Nói chung còn rất là mới mọi người. Dùng từ vậy cho dễ. Con này cối ở trong máy của nó sẽ là cối kim loại nha. Và cối đi kèm là cối carbon. Hai chất liệu hoàn toàn khác nhau mọi người. Cối này là cối carbon. Và cối này là cối kim loại. Tên của nó thì mình có nói rồi. Con này sẽ là Batspin 2000 Made in Korea, hàng của Hàn Quốc qua thị trường Nhật. Còn về ngoại hình tổng quan của nó nè. Con này về bên ngoài của nó thì tầm 95-98% nha. Nói chung là rất mới đó mọi người. Phía sau nè. Tay quay mình đổi tay trái hay phải đều được. Ở đây thì nó có một cái chữ S như vậy.
Bên này là Brahm nè, Bass Spin. Ở dưới này thì có sẽ có nút tăng giảm để xả mu bin nha. Rồi ở đây thì sẽ là chặn cướp Brahm luôn, on quay luôn. Rồi để coi Bass Spin 2000 hả. Đây, ở đây thì thông số cướp cũng vậy thôi mọi người. Cướp 5190m, size là size 5000. Ở sau này thì sẽ ghi là 3 bearing, 3 vạc đạn. Về ratio là ratio cao 15.8, là phải nói là cực kỳ cao luôn. Thì mọi người sẽ thấy như vậy. Còn đây là phần cối nè, rất sáng đẹp phần nắp như vậy ha. Lăn sáng nha mọi người. Gạt cướp hoạt động tốt. Mình xả mu bin thì mình xả phía sau như vậy. Còn cái phần xả nhanh tí mình giới thiệu sau ha. Xả mu bin theo cái cách truyền thống là như vậy. Dòng đuôi chuột thì mình cứ xả phía sau. Xoay qua, xoay lại. Mọi người muốn xoay đi đâu cũng được hết, cứ qua lại là được nha. Rồi mình tiếp mu bin chặt lại. Bây giờ nếu như mà trường hợp mà mình muốn xả nhanh quá thì phải làm sao mọi người? Ý là mình muốn xả nhanh cho cá nó kéo á, thì mình chỉ cần bật cái này thôi ha. Đây là mọi người sẽ thấy là xả mu bin luôn. Và con này nó có một điểm thú vị nha, thì mình giới thiệu chỗ này luôn cho mọi người để ý kỹ. Thì con này khi mà mọi người xoay qua cái này màu đỏ, nói chung là dấu cộng ha, dấu cộng này á, thì sẽ là cái mu bin nó sẽ càng chặt lại, xả nhưng mà nó sẽ chặt lại. Còn nếu mà dấu trừ á, thì nó sẽ xả nhanh hơn nha mọi người. Dấu trừ á, thì nó sẽ xả nhanh hơn, và dấu cộng á, thì nó sẽ xả chặt hơn. Đây khi mình quay tới thì cái này nó tự động bung nha mọi người. Đây là đang xả mu bin nè. Rồi mình quay tới nó tự động bung và cái cố nó chắc lại luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ test cái vụ là dấu trừ và dấu cộng bây giờ là nó đang ở dấu nào đây. Bây giờ mình xả qua số dấu cộng nha mọi người. Đây, dấu cộng hết cỡ luôn đi. Đó, dấu cộng này thì mọi người sẽ thấy là nó cứng hơn nè. Đó, nó xả từ từ hơn, nói chung là nó xả mu bin ra từ từ hơn nha. Rồi bây giờ cũng là mức độ đó, mình sẽ sang dấu trừ đi. Dấu trừ là mình mọi người sẽ bật qua đây. Rồi, mình hơi ngược cái tay rồi. Nãy là mình xả qua dấu cộng, giờ là dấu trừ. Mọi người đợi mình tới, tại vì mình cái này mình đây, mình hơi ngược tay tại mình thuận tay trái nha. Thì cái này mọi người sẽ xả qua hết cỡ dấu trừ giúp mình như vậy. Thì nó tuôn rất là nhanh luôn nha mọi người đó, nó sẽ xả nhanh hơn như vậy. Đại loại thì khi mà mọi người qua dấu trừ á, thì nó sẽ xả nhanh hơn, và qua dấu cộng á, thì nó sẽ xả chặt hơn, chậm hơn. Và khi mà mọi người quay tới thì nó tự động nó bung cái này lên ha. Còn tay quay nó sẽ là dạng gập, mọi người chỉ cần bấm ở đây, gập lại sử dụng mình mở ra thôi. Đổi tay trái, tay phải đều được. Máy chạy nha. Máy chạy thì rất là mượt mà. Con này chặn thì dừng liền luôn nè mọi người. Chế độ của nó chặn là dừng liền nha, mượt như vậy. Còn đảo chiều mình sẽ bật ở đây. Đảo chiều mượt nha mọi người. Đó, đảo chiều thì rất là mượt rồi. Máy quay tới mượt mà. Và con này thì nó sẽ là một con dòng đuôi chuột. Thương nguồn gốc xuất xứ của nó thì sẽ là của Hàn Quốc nha, xuất qua thị trường Nhật. Đẹp của nó thì tầm 95-98 gì đó. Con này thì sẽ là dòng đuôi chuột. Mọi người xả bình thường sẽ xả mu bin phía sau như vậy. Còn con này có chế độ xả nhanh nữa, là mình sẽ bật ở đây, xuống đây là nó xả nhanh luôn. Và mình có tăng giảm chế độ xả nhanh luôn nha mọi người. Chạy thì 3 bạc đạn. Size máy thì 5000, có 2 cối, bao gồm một cối kim loại như thế này. Tay quay kim loại, thân carbon nha. Và một cối carbon đi kèm như vậy. Tổng cộng là 2 cối hàng hộp. Thì con này nó sẽ có giá là 1.300.000 nha. Máy 11, 1.300.000. Một con 2 cối như vậy. Rồi tiếp theo mình qua đến con 12. 12 lại tiếp tục đến một con hàng hộp nữa mọi người. Dòng đuôi chuột. Dòng mà nói là best seller bên mình đó, là cứ về con đuôi chuột nào là con đó hết hàng. Thì con này nó sẽ là một con của thương hiệu là Daiwa nha. Daiwa Spotlight ST5000RDS. Con này á, thì nó sẽ ghi là một boomerang nè, là một bạc đạn. Còn cái này nó ghi hai carbon boomerang là cái gì? Hai bạc đạn carbon hả mọi người? Một boomerang rồi thêm cái này là hai carbon boomerang nữa. Là hai cặp. Thôi cái này mình không biết nên thôi bỏ qua đi mọi người. Nghĩa là hai bạc đạn carbon nữa hả ta? Rồi còn ratio nó là 1.3 nha. Cái hộp của nó sẽ dày, cái hộp rất là to luôn á mọi người. Đây hình con máy, hình con máy sao bên trong nó y chang vậy à. Rồi về thông số thì mọi người sẽ để ý giúp mình chỗ này. Thì ratio của nó là 1.3. Ở đây người ta sẽ ghi từ 10 đến 20kg luôn. Trọng lượng là 690g. Là thiếu 10g nữa là được 7 lạng nha mọi người. Tiếp theo về thông số cướp, con này tối đa của nó là cướp 12-170m. Con này size của nó sẽ là size 12.000 nếu mà tối đa luôn. Rồi cái hộp hết rồi mọi người. Thôi mình đến với con máy đi. Con máy thì sẽ dày. Đợi mình xíu ha, mình mở cái này ra. Đây bên trong mọi người cũng sẽ thấy ở chỗ này nó sẽ là Daiwa này, ST
5000 RDS, ở đây là in tiếng Nhật luôn. Rồi bên trong con máy màu nổi ghê luôn mọi người, màu đỏ này, nổi bật lắm luôn. Thì bây giờ mình sẽ đến với lại là bên trong, không có gì hết trơn, có được cái bao máy à. Rồi bên trong nó sẽ có một cái bao máy như vậy nha mọi người. Bao thì rất là to, tại vì con máy này nói chung là nó to đó, thì cái bao nó cũng to như vậy. Rồi, và mấy anh bên đó kỹ đến độ là như thế này nè mọi người, ghi thẳng luôn ST5000RDS, không nhầm lẫn đi đâu được luôn mọi người. Đai qua nè, ST5000RDS, ghi kỹ luôn vậy luôn á. Đây, bao thì mình thấy cũng rất là đẹp nha. Đó, bao vậy thôi. Có cái bao máy ST5000RDS hết, trong này không có gì nữa hết. Giờ mình đến với con máy nhân vật chính. À có nữa đây mọi người, nó nằm ở đây. Thì có một cái độn cố như vậy nữa nha. Trong này nó có một cái độn cố cho mọi người, nếu mà mình muốn cái cố nó bự hơn xíu thì mình sẽ độn cố như vậy. Rồi, trong này thì tổng quan là có một độn cối nè, một bao máy hết. Đến với con máy, khi nhận hàng thì mọi người sẽ thấy tay quay gập như vậy, thì mọi người mở ra như vậy giúp mình nha. Hàng của nó thì sẽ là hàng của Japan, màu của nó thì màu đỏ nổi bật luôn. Và con này nói chung là đẹp tầm 95 đến 90 mấy đây ta, nói chung đẹp quá không biết bao nhiêu. Nói chung là đẹp tầm 95 đến 97 nha mọi người, cho vậy đẹp 97 hoặc 98 gì đó. Cối của nó sẽ là cối carbon, thân là thân kim loại, tay quay là tay quay kim loại. Màu của nó thì là màu đỏ nổi bật, ở ngoài thì đỏ sẫm hơn xíu so với mình quay trên clip nha. Trên clip là màu này nó hơi đỏ, đỏ sáng, còn ngoài nó sẽ sẫm hơn. Nhìn cái màu nó dễ chịu hơn so với clip nha mọi người. Ngoại hình tổng quan thì tầm 95 đến 97 đi ha. Phía sau là phần đuôi chuột như vậy. Tay quay đổi trái hay phải đều được, cối này sẽ là carbon. Tay quay kim loại, thân kim loại. Đai qua nè. Viền cối sẽ là viền màu đỏ như vậy. Bên hông á thì cũng là spotlight ST5000RDS đai qua Hipower chữ đỏ nha. Viền đỏ luôn. Đây, hai bên đều viền đỏ chữ đỏ hết. Ở đây sẽ là chặn cước cho mọi người nha, chặn cước nè. Về thông số cước thì mọi người sẽ thấy thông số của nó ở đây. Về cước số 10 tối đa mình vào được 200m nha. Cước số 8 thì là 250m. Rồi một thông số như vậy nữa. Thì con này á, cước 8 là mình vào được là 160m nha mọi người. Và ở trên phần hộp thì nó ghi rất là rõ luôn nha, là cước 12 mọi người vào được tới 170m. Thì nếu mà tính dao động luôn á, thì con này size dao động của nó là tầm 10 đến 12 ngàn nha. Lăng sáng bóng, chỗ này thì có một cái phần như thế này nữa, lăng sáng như vậy. Phần nắp nè mọi người, nút đỏ luôn, đẹp ghê ha. Gạt cước, hoạt động tốt. Mình xả mô bin phía sau này nha. Một con máy sóng lưỡi gà hoạt động tốt, đấy sẽ là tiếng lưỡi gà của máy nhé. Thì mọi người có thể xoay qua, xoay lại gì đó là tùy ý mình thôi à. Xoay máy thì dao động 10 đến 12 ngàn rồi á. Mình ship mô bin mình cũng sẽ ship phía sau như vậy. Tay quay là dạng gập, tay quay cũng là on tết một chạm dạng gập, bấm nút đây gập lại sử dụng, mình mở ra đổi tay trái tay phải đều được. Máy chạy mượt mà nha mọi người. Chút chặn, hoạt động tốt. Đảo chiều êm ru à. Đây, đảo chiều này mọi người, rất là êm luôn. Máy quay tới, mượt mà. Và con này nó sẽ là một con đai qua Spotlight ST5000RDS dòng máy đuôi chuột. Có một màu đỏ rất là nổi bật, hàng hộp như vậy nha. Bên trong thì có bao máy, có độn cối, hàng thì hàng Japan như vậy. Ở ngoài thì màu nó sẽ đỏ, đỏ sẫm hơn một xíu so với cái clip nha mọi người. Màu ở ngoài dễ chịu hơn và đẹp hơn. Thì con này size của nó cũng size lớn, size 10 đến 12 ngàn luôn. Đẹp như vậy, hàng hộp. Và giá của nó thì sẽ là 1.500.000 nha mọi người. Máy 12 nè. Máy 12, 1.500.000. Video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người mua hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại hoặc Zalo của mình là 0931 342 766 gặp Phương để đặt hàng nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào mọi người.